Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 4 của trang web olm.vn. Các con thân mến, trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, các con hãy quan sát video sau và cho cô biết các bạn nhỏ trong video đang chơi trò chơi gì. Rất chính xác, các bạn nhỏ đang thả diều. Việt Nam là một vùng quê của những truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa. Những trò chơi dân gian vô cùng phong phú và độc đáo của dân tộc cũng góp phần thể hiện những nét đẹp về văn hóa cũng như những nét đẹp về tinh thần, tâm hồn của con người Việt Nam. Một trong những trò chơi dân gian tiêu biểu đó chính là trò chơi thả diều. Và ngày hôm nay, qua bài tập đọc Cánh diều tuổi thơ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cánh diều có ý nghĩa sâu sắc như thế nào đối với tuổi thơ của các bạn nhỏ các con nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện đọc. Các con lưu ý, khi đọc bài, chúng ta sẽ đọc với giọng vui tha thiết, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm, thể hiện vẻ đẹp của cánh diều, của bầu trời, của niềm vui sướng và khát vọng của đám trẻ khi chơi thả diều. Bây giờ, cô sẽ đọc mẫu một lần, các con hãy chú ý lắng nghe nhé! Cánh diều tuổi thơ. Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm, chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng, sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè như gọi thấp xuống những vì sao sớm. Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn, có cảm giác diều đang trôi trên dải ngân hà. Bầu trời tự do đẹp như một tấm thảm nhung khổng lồ, có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này, tôi mới hiểu đấy là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hy vọng khi thiết tha cầu xin. Bay đi diều ơi, bay đi! Cánh diều tuổi thơ ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tôi. Vậy là vừa rồi, cô và các con đã cùng đi luyện đọc về bài tập đọc Cánh diều tuổi thơ. Trong bài có một số từ ngữ khó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phần chú thích. Mục đồng là trẻ chăn trâu, bò, dê hoặc cừu. Huyền ảo là đẹp một cách kỳ diệu, bí ẩn, nửa thực nửa hư. Khát vọng là điều mong muốn, đòi hỏi rất mạnh mẽ. Tuổi ngọc ngà chính là tuổi thơ, tuổi trẻ đẹp đẽ và khát khao là những mong muốn và đòi hỏi thiết tha. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước vào phần chính của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần đọc hiểu chi tiết. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm 3 nội dung chính như sau. Phần thứ nhất, chúng ta cùng đi tìm hiểu về vẻ đẹp của cánh diều tuổi thơ. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về niềm vui lớn được khơi gợi từ trò chơi thả diều. Và phần thứ ba là tìm hiểu về ước mơ đẹp được khơi gợi từ trò chơi thả diều. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ nhất, đó chính là vẻ đẹp của cánh diều tuổi thơ. Vẻ đẹp của cánh diều đã được tác giả miêu tả một cách rất gợi cảm về cả hình thức và âm thanh. Vậy các con hãy dựa vào phần đầu của văn bản và tìm cho cô những chi tiết tác giả miêu tả hình thức của cánh diều. Rất chính xác, hình thức của cánh diều được tác giả miêu tả như sau, đó chính là cánh diều mềm mại như cánh bướm. Vậy còn âm thanh của cánh diều thì được tác giả miêu tả như thế nào? Âm thanh của cánh diều được tác giả miêu tả như sau, đó là tiếng sáo diều vi vu trầm bổng và sáo đơn, sáo kép, rồi sáo bè. Vậy các con lại tiếp tục cho cô biết, để có thể miêu tả những chi tiết trên, tác giả đã sử dụng những giác quan nào? Vậy là để miêu tả hình thức của cánh diều, tác giả đã sử dụng thị giác hay chính là mắt, còn để miêu tả âm thanh thì tác giả đã sử dụng thính giác, chính là tai.
Vậy chúng ta có thể thấy rằng, cánh diều tuổi thơ đã được miêu tả rất gợi cảm qua việc tác giả sử dụng nhiều giác quan để cảm nhận và sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh. Qua cách miêu tả của tác giả, ta như thấy đang hiển hiện trước mắt hình ảnh của những cánh diều mềm mại tuyệt đẹp bay lượn trên bầu trời như những chú bướm xinh xắn, tiếng sáo diều vi vu thiết tha bên tai, như thấy được cả một thế giới tuyệt diệu và đầy ắp những niềm hạnh phúc tuổi nhỏ. Những cánh diều không chỉ đơn thuần là một mảnh giấy, mảnh vải biết bay lượn mà nó đã đem lại cho các bạn nhỏ rất nhiều niềm vui. Vậy khi chơi diều, các bạn nhỏ đã vui sướng như thế nào? Thì chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu trong phần thứ hai, đó chính là niềm vui lớn được khơi gợi từ trò chơi thả diều. Vậy các con lại tiếp tục dựa vào văn bản và tìm cho cô những chi tiết về niềm vui của các bạn nhỏ khi chơi diều. Vậy là niềm vui của các bạn nhỏ khi chơi diều được tác giả miêu tả qua những chi tiết sau. Thứ nhất, đó là chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng hò hét nhau thả diều thi. Không chỉ vậy, niềm vui còn được thể hiện qua chi tiết, các bạn nhỏ vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Qua sự miêu tả của tác giả, ta như thấy được không khí rộn rã, nô nức mà lại vô cùng bình yên của chốn làng quê, như văng vẳng bên tai tiếng hò hét, tiếng cười đùa của các bạn nhỏ khi thấy diều của mình bay thật cao, thật xa. Trước đây, trẻ em không có nhiều đồ chơi và thú vui từ những chiếc tivi hay điện thoại thông minh như bây giờ, thì thả diều chính là một trò chơi không thể thiếu. Vậy từ những điều này, chúng ta có thể khẳng định rằng trò chơi thả diều đã đem lại những niềm vui tuổi nhỏ, những niềm hạnh phúc vô cùng sâu sắc và đáng nhớ. Trò chơi này không chỉ đem lại niềm vui, tiếng cười mà cao cả hơn, nó còn khơi gợi nên cả những ước mơ, khát vọng trong lòng của các bạn nhỏ. Vậy, ước mơ đã được cánh diều chắp cánh như thế nào? Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu trong phần thứ 3, đó chính là những ước mơ đẹp được khơi gợi từ trò chơi thả diều. Các con hãy dựa vào đoạn cuối của văn bản và cho cô biết trò chơi thả diều đã đem lại cho trẻ em những ước mơ đẹp như thế nào. Trò chơi thả diều đã khơi gợi ước mơ trong lòng của các bạn nhỏ như sau. Thứ nhất, khi nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo, bạn nhỏ thấy cháy lên, cháy mãi khát vọng và bạn nhỏ đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hy vọng tha thiết cầu xin. Bay đi diều ơi, bay đi! Vậy chúng ta có thể khẳng định rằng, cánh diều bay cao trên nền trời đã khơi gợi biết bao khát vọng tuổi nhỏ, nâng đỡ và chắp cánh cho những ước mơ đó. Nhìn cánh diều bay lượn trên bầu trời, các bạn nhỏ ước mong một ngày mình cũng có thể tung bay với mơ ước của mình như thế, cố gắng để ước mơ có thể bay cao, bay xa và hướng đến một tương lai tốt đẹp. Cô hy vọng, qua bài tập đọc này, các con biết trân trọng một trò chơi dân gian đáng quý của dân tộc, có ý thức xây dựng, giữ gìn và thực hiện ước mơ như nhân vật trong bài. Vậy là vừa rồi, cô và các con đã hoàn thành việc đi tìm hiểu những nội dung chính của bài tập đọc Cánh diều tuổi thơ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước vào phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần tổng kết. Bài tập đọc Cánh diều tuổi thơ đã cho ta thấy được niềm vui sướng và những khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều đã mang lại cho đám trẻ mục đồng khi các em lắng nghe tiếng sáo diều, ngắm những cánh diều bay lơ lửng trên bầu trời. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo.